Trước tình hình dịch sởi đang bùng phát, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã họp toàn hệ thống dự phòng và điều trị để ra soát, triển khai công tác phòng chống, kiểm soát bệnh sởi trên địa bàn. Một trong các giải pháp căn cơ ngăn chặn dịch ngay lúc này là nâng cao miễn dịch cho trẻ bằng vaccine. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để kiểm soát tình hình dịch sởi tại thành phố, hiện nay có hai nhóm giải pháp hoạt động trọng tâm cần phải được thực hiện, gồm tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng trên 95% và thứ hai là tập trung quan tâm bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao khi mắc bệnh sởi sẽ có biến chứng nặng và có thể tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trên thực tế do di biến động dân cư, do cung ứng vaccine có tình trạng gián đoạn cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ vaccine. Hiện nay công tác tiêm chủng vẫn đang được thực hiện ráo riết. Ngay khi chiến dịch được phát động, ngành y tế sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tiêm nhanh chóng, đẩy mạnh mức độ bao phủ vaccine trên toàn thành phố.